À, xin chào anh em. À, cũng như thường lệ em sẽ test sản phẩm là 707 Decat gửi anh Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. À, sáng anh có theo dõi những video em đăng bài lên những sản phẩm mới về và đã chốt con 707 Decat. Con này bên em bán giá 13 triệu 500 và em gửi anh Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Hoàng Gia 77. Anh ngày nay thứ bảy ngân hàng không làm việc, anh đã liên hệ nhà xe và đã gửi tiền cho nhà xe và em đã xác nhận là có nhận tiền. Và bây giờ em test và gửi luôn, sáng mai bác nhận nha. Bác sáng mai bác ra nhân phanh phèm nhà xe Hoàng Gia 77 ở Tân Phú nha. Ở Tân Phú gần siêu thị Nhật Ion để nhận sản phẩm là 707 được khách. Sau đây em sẽ test sản phẩm gửi bác nha. Quả bên này rất là đẹp. Hình hài trước khi đây là hình hài em có chụp up lên Zalo để làm kỷ niệm. À, mời anh em tâm âm. À, đĩa đĩa có vấn đề nha anh em. Em sẽ theo cái đĩa khác cho anh em nghe nha. Nó dập quá rồi. Rồi, em đã đổi cái đĩa rồi nha. Đĩa này nó có vấp vấn đề trước quá đây này. Lỡ hết những mưa suốt con đường.
xin chào anh em nha. Cũng cho video này em đếm gửi luôn cho bác, sáng mai bác nhận hàng nha. Rồi, mời anh em đăng ký kênh và bấm cái chuông bên phải màn hình để được theo dõi những sản phẩm của Chiến đang tải lên YouTube, để anh em kịp mà thích những sản phẩm nào thì liên hệ Chiến. Em giao hàng toàn quốc cho anh em nha.